Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện nay trên thị trường Việt Nam có rất nhiều các dòng máy lọc nước khác nhau phù hợp với không gian riêng của mỗi gia đình. Và nếu như các bạn đang mong muốn tìm một dòng sản phẩm máy lọc nước cho không gian bếp nhỏ hẹp thì chúng ta hãy đi tìm hiểu dòng sản phẩm MP291, máy lọc nước không tủ của công ty cổ phần tập đoàn Mutoshi. Máy lọc nước MP291 là dòng máy không tủ nhỏ gọn, lắp đặt thoải mái trong gầm tủ bếp. Hệ thống lõi lọc chín cấp mạnh mẽ, cho nước sàn lọc đạt chỉ tiêu nước uống đóng chai QCVN61/2010 Bộ Y tế. Màng RO Mutoshi đạt tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu cho hệ thống lọc RO NSF ANSI 58. Màng được thiết kế với các lỗ lọc siêu nhỏ, giúp lọc sạch virus, vi khuẩn, các ion kim loại nặng trong nước, nước đầu ra chuẩn tinh khiết. Hệ thống lõi lọc chức năng bổ sung thêm nhiều khoáng chất và tăng vị ngọt cho nước. Đặc biệt, tích hợp lõi hydrogen làm kiềm nước, hỗ trợ chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch cho cơ thể. Máy lọc nước MP291 sở hữu bình áp nhựa 8,5 lít, công suất lọc ấn tượng 15 lít trên giờ, duy trì liên tục nguồn nước tốt, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng nước cho mỗi gia đình. Đặc biệt, màng lọc RO Mutoshi được bảo hành 1-1 trong vòng 12 tháng trên toàn quốc, cam kết về chất lượng lõi lọc. Vâng, chúng ta vừa tìm hiểu các tính năng tuyệt vời của dòng sản phẩm MP291 và tôi tin chắc rằng đây sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo trong căn bếp nhà bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!